quý vị và các bạn, trong công tác bảo tồn và phát triển lâm sản ngoài gỗ thì sự tham gia của các tổ chức cá nhân là rất quan trọng. Với dược liệu, một nguồn lâm sản ngoài gỗ quý hiếm, thì việc hướng dẫn và giúp đỡ người dân trồng và bảo tồn cây thuốc bản địa là việc làm cần thiết. Bởi lẽ nó vừa tạo việc làm và thu nhập cho người dân, vừa chủ động cung ứng nguồn nguyên liệu làm thuốc cho chăm sóc sức khỏe, đồng thời lại huy động được sự góp sức của người dân chủ động tham gia bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên nơi họ sinh sống. Đã nhiều năm công tác ở Viện Dược liệu Bộ Y tế, nhưng hầu như tháng nào, thạc sĩ dược học Hoàng Thị Lề, người dân tộc Tày, cũng thu xếp về quê. Chị về quê không phải để nghỉ ngơi, mà để nghiên cứu các đề tài khoa học. Khoác trên mình bộ áo tràm của người Tây Lục Yên, chị cùng với những người dân ở trong bản vào rừng hái lá thuốc. Hôm nay, cùng với những người dân trong bản, chị Lề lấy các loại cây về làm thuốc tắm và ngâm chân. Sau một ngày làm việc cực nhọc, những bài thuốc ngâm chân và tắm từ lá rừng như thế này có tác dụng rất tốt trong việc bồi bổ sức khỏe. Các cái cây cỏ này lấy ở trên nương cho nên sản phẩm có tên là lá nương. Có hai loại dùng để tắm và ngâm chân. Đây là cái sản phẩm lá nương dùng để tắm. Và đây là lá nương để ngâm chân. Tại vì tắm thì rất là tốt nhưng cũng không phải ai cũng có thể tắm được thường xuyên. Vì ở dưới xuôi thì cũng rất là bận công tác và cũng có rất là nhiều người không có điều kiện để tắm. Nhưng cái sản phẩm ngâm chân thì rất là tiện dụng. Nếu như không có điều kiện để tắm thì ngâm chân thôi cũng rất là tốt. Tại vì nó có tác dụng chống đau nhức xương khớp, chống mỏi, tê, buồn chân. Và đặc biệt là đối với những người bị cướp chân trong những mùa đông lạnh, hoặc là những người già mà bị lạnh chân khó ngủ và lạnh chân tay đau nhức và làm cho mất ngủ, thì cái bài thuốc này sẽ có hiệu quả ngay từ lần đầu. Sinh ra trong một gia đình nhiều đời làm thuốc nên chị Lề rất hiểu tác dụng nguồn dược liệu do những cánh rừng mang lại. Do vậy, sau thành công của hai sản phẩm lá nương thuốc tắm và lá nương thuốc ngâm chân, chị Hoàng Thị Lề đã cùng với Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái nghiên cứu tác dụng ức chế khối u từ bài thuốc của đồng bào dân tộc Tày. Hiện nay, thực phẩm chức năng Đại Thiên Nương với công dụng hỗ trợ điều trị u biếu, ung thư đã được nhiều người sử dụng và mang lại kết quả bước đầu tương đối tốt. Em thì cách đây 2 tháng, khi mà em bị đau bụng, em có đi kiểm tra, thì bác sĩ siêu âm có bảo là em có u nang buồng trứng phải với kích thước là 4x4,7cm. Thì sau khi về thì có được mọi người giới thiệu thì em tìm đến với dược sĩ thì hỏi về cái bài thuốc này. Và em dùng trong khoảng 1 tháng, mỗi ngày em dùng 4 thang, gói thì có 6 thang, em dùng 4 thang một ngày. Thì sau 1 tháng em dùng thì em có đi kiểm tra thì kích thước nó nhỏ, nó chỉ còn 2,1x2cm. Thì sau khi dùng thuốc ấy, thì em cảm thấy tâm lý rất là thoải mái. Khi mà mình bị bệnh thì rất là lo lắng. Thế em thì cũng khi mà mình bị bệnh đấy, em lại chưa có con nhưng mà em rất là lo lắng. Khi dùng em thấy bệnh tiến triển như thế thì em thấy yên tâm. Mặc dù đi khám các bệnh viện thì người ta bảo là có chỉ định mổ. Mổ thì chắc là chỉ định sẽ là phải cắt. Nhưng mà khi tính bài thuốc thì dùng đến 1 tháng thì em thấy thuyên giảm, em thấy rất là mừng. Trong suy nghĩ của thạc sĩ Hoàng Thị Lề, xu hướng quay trở lại với tự nhiên sẽ là một xu thế mới trong tương lai không xa. Con người hòa nhập trở lại với thiên nhiên cây cỏ. Những cây thuốc trong tự nhiên sẽ trở thành nguồn vốn quý quan trọng với sức khỏe con người. Ước mơ lớn nhất của chị là tất cả những bài thuốc quý sẽ được giữ lại, được sử dụng để chữa bệnh cho người nghèo. Và đồng thời, đó cũng là những chiếc cần câu để xóa nghèo cho đồng bào thiểu số. Theo chị Lề, đó mới là những quà tặng có ý nghĩa từ rừng, góp phần bảo vệ sức khỏe, hiện đại hóa nền y học cổ truyền. Chúng tôi cũng mong muốn rằng những cái cây thuốc quý này sẽ nghiên cứu, phát triển để bảo tồn nó và làm thế nào đó tạo ra một sản phẩm tiện dùng cho bản thân mình, cho gia đình, cộng đồng và tiện dùng cho tất cả cộng đồng. Có thể biến nó thành sản phẩm bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho mọi người và thành sản phẩm hàng hóa để tạo một cái nguồn kinh phí vừa để bảo tồn cây thuốc, vừa để
tái sinh cho việc trồng rừng. Có thể nói, việc phát triển bảo tồn các loại cây thuốc làm dược liệu có vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng trong cuộc sống. Đây cũng là một giải pháp phù hợp với xu hướng của thời đại, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa có tác dụng giữ gìn các hệ sinh thái bền vững.